Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Thì ở tập trước là tập 31 thì mình mới đập đổ căn nhà các bạn. Và chuẩn bị với lại đi đi săn tiền thưởng được 200 đô la. Giờ đi qua cái thợ mộc này để làm nhà đây. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost efficient. Nhà lắp ghép. Làm nhà lắp ghép đây. Which house do you want? Mua căn nào nữa bay? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. Take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here. And, mua nhà dễ vậy trời. And you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Dễ vậy à. Meet you, Mr. Martin. Albert Cakes Esquire at your service. Các bạn thấy cái quy trình mà mua nhà từ thời của nước Mỹ là từ thời năm 18 mấy, các bạn thấy đỉnh cao không? Ở năm 1900 mấy nhá. À, mua nhà mà trong một tuần là bạn có thể gỡ rồi. Mua nhà này là giống như cất nhà đó mọi người. À, đỉnh cao. Rồi thẻ tín dụng nữa chứ. À, thời này chắc Việt Nam đang ở thời phong kiến. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is Milton, Jim Milton. Sir, good to meet you. We're going to be heading up to the Manzanita Post. Why? The best Smith around is that Norwegian fellow up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right then, let's go buy us some tools. Hiện tại nhà lắp ghép ở Việt Nam nó cũng chưa phổ biến nữa. Việt Nam đa số xây những vật liệu chắc chắn rồi. Còn mấy nhà lắp ghép này thì tốc độ xây dựng nó nhanh. Nhưng mà cái độ bền thì cũng chưa chắc. Ở nhà gỗ sợ nhất là mối mọt thôi. Chứ lửa nữa mọi người. Cháy một cái là bắt lửa nhanh lắm. Ủa cái ông này là ông nào ta? Ông quay nè là ông nào? Just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon, but I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right up towards Manzanita Post. Now, I was about to tell you. When I get home, I put my gun on the rack and stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it.
My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, thật là chuyên nghiệp. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Neil, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. À, con ngựa lại ngu rồi mọi người. À. Ồ, các bạn nhìn cô này đẹp ha. Đây cũng gọi là cái nông trại nè, cái trang trại đó. À, các bạn thấy không? Mà mình thấy nó đâu có trồng trọt chứ đâu mọi người. Ồ, nhìn sao nó sống nó kiếm tiền được nha. Ủa luôn. Không để ý bản đồ. Hello. Thằng Mộc à. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Thằng rèn. Best Smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Okay. Okay, come. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, then he's the best. You off someplace, Mills? Okay. Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. 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 All right then. Beat your home. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself as it so happened. Seemed like a lot of work. Too much for me, but more power to you. Must have seen something in it I couldn't. Oh. Súng đã lên nòng đâu. Everyone find some cover. Súng này cài đạn lâu quá trời. À, thằng đó bắn cung hay á. Tính ra có mình tôi bắn rồi mọi người ơi. Mấy thằng kia vô dụng vãi. À, súng như shit vậy. Gì đây? Ủa sao mấy thằng này dùng cung ta? Đổi thời vậy. Mấy thằng này dùng cung thì ít mất máu hơn. Láo. Đợi xíu ông già.
Giờ mày mới biết kêu heo à, xong kêu ok nữa. Có thằng nó ngồi trên cây nữa chứ. Bừa vãi. À, súng thằng này nó cũng giảm ha. Nó bắn mình cũng mấy phát nè. Để cài đạn cái. Núp thôi mọi người ơi. Gì cha, núp. Đợi xíu. Không thuốc coi. Có kiếm hải tặc không? Còn một tên đây nữa. À, trên cây, trên cây. Bá đạo thiệt. Ồ, đông gì trời? Má, tụi này là ai vậy? Vấn đề là tôi rất mắc tụi này là ai luôn á. À, chết rồi. Chết rồi. Gì đây? Má, tụi này là ai vậy ta? Vấn đề là tụi nó đông quá. À, mình núp sau tụi nó. Một đứa trên cây nữa gì nè. Đây còn hai đứa nữa. Ui ui, phía sau nè. Còn phía trên cây nữa không? Đâu ta? Bắn cái rồi để ta nhận diện coi, không thấy. À đây hả? Charles, I found the tools. Now where's Mr.? Thôi, thua. Quay nhìn cơ. Jesus. Keep thick. Gotta move fast. Come on. À, tụi này đông vãi. Đây cùng. Ủa, không cho lấy cung luôn. Đậu phộng. Chắc là phải cho lấy cái cung chứ ta, kỹ ta. Này, ở khu vực nào để tôi coi cái. À, ok. Ai đó, một câu chuyện buồn. Ai
chờ chờ thằng ấy. Bây giờ bị chị đủ skin cờ border. Ê, ồ, trang trại của tôi đây. Tính ra chỗ này nó gần với khu của tụi Sinker gì đó. Border. I was keeping guard. Really? Ooh. What happened? Skinner brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town. Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Well, I will. I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. Bắt xèo lại. Xếp lại. Khoản vay đã nhận 800 mấy đô. Đâu cái nhà đâu? Ồ, bây giờ mình cấm chạy à, chứ làm gì có cái nhà. À, được rồi. Giờ để mình à, gỗ nó mới chắc xuống đây nào. Gì đây? Thiết kế nhà. Oh sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Now you use what you've got. Má ý nó nói mình ngu. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the work day is over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Oh, xây nhà kìa mọi người. Quá dữ, quá dữ. Ấn tượng nha. Nhấc lên rồi, lâu lâu nó cũng cho mình tham gia vô xây nhà nha. À, được. Ồ, nhìn đẹp ha mọi người. Đóng đinh rồi, được nha. À, có con chim nữa kìa. Xây nhà kiểu lắp ghép này thì nhanh lắm.
Để tôi đóng thật là mạnh. Chắc bữa nay xong được cái móng à. Con chim kìa. Nó cố tình để chim nó cho cái hoạt cảnh nó đẹp ha. Ai đóng đinh. Ấy, đóng mạnh lên. Này nó để cái khung sẵn luôn ta. Hai người thì nói không? Kéo lên. Kéo lên. Quá dữ. Ủa nó lập ngói bằng gỗ luôn hả ta? Lạ gì? You'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. At least till this fool gets his woman back. My darling Abigail. Biết thư tình. I hope you and Jack are doing well. I remain a fool. Sure, I shall die a fool, but I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. That is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Một vài ngày sau. Giờ có nhà rồi nha. Không phải chạy trốn pháp luật rồi ha. Được, quá dữ.
Quá dữ mọi người ơi. Tôi không biết sau này căn nhà này nó có bị cháy không, tôi không biết. Đi tìm ổng hả? À, đi tìm ông anh còn nữa. Ổng chắc ở quanh đây chứ gì. Vô coi nhà coi mọi người. Ồ, cái nhà đẹp thiệt. À, nhà được. Có mấy chỗ này nó hơi dơ. Ồ. Phòng cái này là gì? Oh shit. Được quá nha. Được á. Tôi lúc nào tôi thích cái nhà có cái gác lửng gì đó. Quá ok luôn mọi người. Đây là cái phòng gì đây? Trời, có vụ khóa rồi nữa. Mấy nhà của mình mà khóa rồi nữa là sao? Má gì mà thấy gớm vậy trời. Gớm gì? Yeah. Gớm quá. Nhà tối quá chưa có đèn. Ít cửa sổ quá. Ông mày ông làm gì tướng cho nó ơi. À, dưới đây nhìn xuống cái nhà đẹp ha. Just one time I hope to find you work. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin. So, when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming? Ranching? Planting something? The only thing that this land's good for. Grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn'll take three of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. Lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Dạ đi đâu? Đi xây chuồng trại à? Ngành công nghiệp đồ ha. Sao cái cửa này ủa sao cái cửa này nó bị ngã đây? Sao cửa nó bị ngã ta? Cây này cây gì các bạn? Giống cây sồi quá. Hello. Mấy con nai quá trời luôn. Đi đường tắt là nhanh nhất. Đi theo đường mũi tên thì nó hơi lâu một xíu. Ồ, các bạn thấy mấy cái này không? À, chăn nuôi kiểu này nè. Anyway, you carry on. Doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it. Cause if I saw you walk into my lumber yard, I'd think exactly the same thing. Think about it. I might actually do this on my own. Let's
are we? How's little Emily? Emily? I'm sorry, I've, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many scar-faced loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Yeah, have a look. Maybe that one. That we're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's out. It's great seeing you again, Al. Yeah, it's been a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we going to pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. Now, this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. John! Rồi, hey, lại đi sang miền hướng rồi. Sadie Adler? John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. You too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing. You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that bar. Okay. We can find this bounty at Painted Skies. I know the place. Okay, I'll follow you. Là chỗ nào trời? Ui vãi. Khá xa đấy nha. Khá xa nha mọi người. Out there. Burnings, killings, you name it. Not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. Ủa con nhỏ kia đâu ta? À nó đi sao? Nó chậm với ta. Tới rồi đó. Con ngựa nó hết sức rồi mọi người. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice? Weren't what I heard about them. Got a hold of this fella I'd hired. Oh, he didn't die well. I'm sorry, John. We fought back. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could.
I've heard, well, of the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be red. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up, and Uncle watched and barked the odd order at us. This is Painted Sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Kiểm tra nhà kho. À, đậu phộng. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Giết luôn à? Yeah, that's him. Come on. Ủa, dễ vậy hả chạy? Let's get him to the sheriff. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Easy. That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Newberry Creek. Take me there. I'll be you good. Better than any bounty. Oh, shut up. Mình nghĩ là sẽ có phục kích á. Nghĩ vậy thôi. Tại vì ông này giàu gì mà sao tự nhiên vô bắt ổng dễ dàng vậy ta? Cũng phải nghi ngờ chứ, đặt câu hỏi chứ. $100 Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my bad boys boy. Are going to ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay. You think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them until my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. You did a good job. Thị trấn này nhìn hơi buồn á. Lúc trước hình như tàn sát hết, gần hết thị trấn vậy mà.
mấy cái bọn tới đây giải cứu nữa phải không? Get out of your boots. One. Don't be a dumb bastard. Two. This is a good town now. Three. Let them have it, boys. Hello, my boy. À, súng bắn gì? Bốn viên cho người không chết. Má. Tôi cũng không biết sao luôn. Hai viên. Ok chưa? Quy tính không? Trời. Tối quá không thấy mọi người. Tối quá. Ở đâu nữa? Dương Đông kích tay rồi. It to San Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. $75. I can't go higher. Good. Let's go, Jim Milton. Come on. Có thuốc gì không? Thuốc tăng lực, ngon ngon ngon. Hey, good girl now. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You bet. Bad luck with bounties being stolen. Bởi vì mình nói á, biết sao? Đâu có cái chuyện mà bắt ông đó dễ dàng gì. Ông đó là một cái thằng giàu có nữa chứ. We were sitting ducks, waiting all that time in that gimcrack jailhouse. Yeah, yes we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring roads into line since the time of the Grays and Braithwaites, but clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah. They'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez. We're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead, but not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we take money from one, but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second guess every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us.
there. Fire. I'd wager that's them. Oh. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Up here. Come on. I think there's an old watermill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Tính ra cuộc đời của mấy đứa này á, nó bắn nhau là chủ yếu. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You? Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I want to die. And besides, those bastards are bắn súng ngắm. Tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? You just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. Bắn luôn hả bạn? Hay là đợi... À, tụi này di chuyển nhanh quá. Đâu nữa? Má ơi, súng ngắm mà bắn kiểu này. Trời ơi trời, bắn gì đâu hai viên vậy? Cái thằng này nãy tôi bắn hai viên luôn rồi đó. Nói cha nó súng. Trời ơi, nó đồn đứng dậy nữa kìa. Bà nội nó. Đồng đấy. Bắn thốn quá. Đông như quân nguyên, nhưng mà không đông bằng tụi dân thổ tả kìa. Ê, nó trốn kìa mọi người, nó trốn lên thuyền kìa. Get over here!
bắn vô cánh tay mà cũng chết nữa. Ôi trời ơi, chơi lại khúc này trời. Bà nội cha nó. Cái quy quy gì vậy trời? Bắn lũng thiền à, không được. Bó tay, kìm. Bắn lũng thiền là nó đâu có chạy được đâu. Ờ, tôi có coi đạn cái. Trời ơi, tôi chuyển qua đạn này bắn không sướng. Cài đạn lâu quá. Để tôi cho nó cài đạn cái. Đâu đây nè. Trời ơi, bắn gì hụt. À, ngay cái đầu luôn mà hụt bó tài. Wasn't
Ô ngựa biết né à. Ai. Từ tập mười mấy cho tới giờ mấy con ngựa này nó ngu một cái ta nói. Tới chưa, tới chưa. Fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to Saint-Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. Thanks for this. Ông này khá là tự tin đấy. Send my money to the bank for me. Of course. Supposed to be retired from this. This? Or nothing. Just a simple arrest. Money for old Rome. You say so. See you around, partner. Đi xe chuồng cái bắt cướp luôn. Rồi. Ok. Thì mình nghĩ là sẽ kết thúc tập này tại đây. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình hãy để cho mình một like, subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.